Xin chào mọi người, mình là Thanh. Hôm nay mình đang có mặt tại Đạ Chả Cá Đế Vương, một địa điểm đang hot rần rần hiện nay, tại địa chỉ 794 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Mọi người cùng theo chân mình xem có gì hot nha. Mình thấy là xung quanh quán rất là sang trọng nè, lịch sự nè, rất là thích hợp để đi với gia đình. Và những các bạn nhân viên cũng rất là nhiệt tình. Bây giờ mời các bạn lên không gian quán ở tầng 2 giúp mình là xem có gì nha. Vừa bước vào không gian ở tầng 2 thì mình thấy có rất là nhiều hình ảnh được treo ở đây. Theo Thanh được biết thì nhà hàng này là của MC Nguyên Khang. Thì ở đây có rất là nhiều hình ảnh ha. Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã từng tới nhà hàng để thưởng thức món ăn. Các bạn có thể thấy hình ở trên đây nè, rất là nhiều luôn ha. MC Nguyên Khang đã từng chụp với nhiều nghệ sĩ tới quán mình ăn rồi. Ngoài bàn ghế thoáng mát thì không gian còn được tô điểm thêm bởi những bức tranh nè, bởi thêm cây cối nè. Quán cũng rất là tinh tế khi bài trí các bộ bàn ghế với gam màu đỏ, giúp cho tạo nên không gian lãng mạn hơn, thích hợp với các cặp đôi hẹn hò nha các bạn. Rồi và bây giờ Thanh sẽ lựa chọn một vị trí rất sang trọng và thoải mái để cùng order và thưởng thức món ăn và review cho mọi người xem nha. Rồi, cảm ơn menu xem tham khảo nha. Yeah. Ở cái phần chả cá Đế Vương 1 này á thì mình định lượng của mình gồm có 5 miếng cá. Đó, mình sẽ xào chung với lại hành và thì là mình ăn kèm với lại chấm với lại mắm tôm. Đó. Thì cái đặc tính của cái chả cá Đế Vương 1 này đó, thì nó sẽ chắc thịt hơn, nó sẽ dai thịt hơn. Dạ. À. Còn phần chả cá Đế Vương 2? Cái chả cá Đế Vương 2 này cái định lượng của nó cũng là 5 miếng trên một phần. Đó. Thì nó cũng ăn kèm với lại hành với lại thì là, nhưng mà cái đặc tính của cá nó sẽ mềm hơn, nó có vị béo nhẹ. Đây là phần combo dành cho các bạn mà đi đông ha. Mình thấy ở đây là có rất nhiều sự lựa chọn luôn. Dân xin phép gửi món cho mình nha. Wow, nhìn thật là hấp dẫn luôn. Ở đây thì nhân viên sẽ chế biến tại bàn cho bạn thưởng thức. Mình nhìn thấy thì ở trong đây ha, một phần của mình sẽ có bao tử cá nè, các miếng cá phi lê nè, thì là nè, hành lá nè. Mình đang ngửi thấy cái mùi rất là thơm rồi nha các bạn ơi. Như các bạn coi là cá vàng ươm luôn ha, còn nóng hổi à. Rồi mình sẽ chấm một miếng nước chấm nha. Cảm nhận của mình đầu tiên đó là cái vị của cá rất là ngọt nha. Cảm giác là ăn cá nó rất là giòn. Cảm nhận của mình thêm một lần nữa đó là cá ở đây rất là tươi nha. Rất là tươi luôn. Vì là ăn với mắm tôm nên mình nghĩ là mình sẽ cần một ly nước để giải khát ha. Và đây cũng là món best seller của quán Trà Đế Vương nha mọi người. Nếu có cơ hội thì các bạn hãy thử đến quán Chả Cá Đế Vương của MC Nguyên Khang ha, để mình thử các món ăn ở đây.